Mới đây thì bảng xếp hạng chiều cao do hãng tin Telegraph công bố cho thấy là Việt Nam của chúng ta nằm trong nhóm 5 các quốc gia có chiều cao khiêm tốn nhất thế giới, với chiều cao trung bình là 1m62. Và theo bảng xếp hạng này thì 4 trong 5 quốc gia thấp nhất thế giới đều nằm ở khu vực ASEAN, trong đó đứng đầu là Indonesia, Bolivia và Philippines. Việt Nam xếp thứ 4 và sau đó là Campuchia. Ngược lại thì nhóm 5 quốc gia có chiều cao trung bình cao nhất thế giới đó là Hà Lan, Montenegro, Đan Mạch, Na Uy và Serbia. Các quốc gia này đều có chiều cao trung bình là trên 1m82.